Mất Biển Đông kiện còn không dám thì làm sao dám đánh giặc. Vừa qua, trên mạng lại xuất hiện một bài phát biểu của thiếu tướng quân đội Lê Mã Lương gây chú ý lớn. Đến thời điểm tôi viết bài này thì đoạn clip đã có 2.800 lượt chia sẻ trên mạng xã hội Facebook và đã được xem 231.000 lần, một con số ấn tượng. Con số đó cũng nói lên là người dân Việt Nam có một sự chú ý đặc biệt về tình hình Cộng sản Trung Quốc đang giáp tâm chiếm bãi Tư Chính. Thiếu tướng Lê Mã Lương đã nêu ra nhiều vấn đề và ông cũng nhấn mạnh rằng chuyện ở bãi Tư Chính là chuyện của toàn dân chứ không phải là chuyện của Đảng Cộng sản, thích thì trả lời cho dân, không thích thì thôi. Tôi cũng là một người dân, cũng đã từng thực hiện nghĩa vụ quân sự để trả nợ non sông và tôi cũng có quyền bàn chuyện bãi Tư Chính cùng các công dân Việt Nam khác. Kiện còn không dám thì nói gì đến chiến đấu. Sau đó tướng Lương lại đặt câu hỏi là nếu Cộng sản Trung Quốc chiếm bãi Tư Chính thì sao? Đảng Cộng sản Việt Nam có dám chiến đấu tới cùng để bảo vệ lãnh hải hay không? Về mặt địa lý thì Việt Nam để mất bãi Tư Chính thì coi như mất toàn bộ các đảo còn lại ở Trường Sa vì các tàu từ đất liền không còn đường tiếp tế cho các chiến sĩ và người dân ở các đảo còn lại. Để tôi trả lời luôn cho tướng Lương câu hỏi này, đã không dám kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc ra tòa quốc tế thì Đảng Cộng sản Việt Nam làm sao dám đánh nhau với quân đội Cộng sản Trung Quốc để bảo vệ bãi Tư Chính? Biện pháp hòa bình, đúng luật pháp quốc tế, được quốc tế ủng hộ để giành chính nghĩa về phía Việt Nam mà còn không dám làm thì đấm đá làm sao nổi. Trước đây cũng có một ông tướng khác bên công an là Trương Giang Long cũng từng tiết lộ là hàng trăm điệp viên Cộng sản Trung Quốc đã được cài cắm vào bộ máy Đảng Cộng sản nhà nước Việt Nam. Có kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế hay không? Câu hỏi đầu tiên mà tướng Lê Mã Lương nêu ra là có kiện Trung Quốc ra tòa hay không? Ở đây tôi lưu ý tướng Lương là chúng ta cần chỉ đích danh kẻ thù xâm lược của nhân dân Việt Nam là chế độ Cộng sản Trung Quốc, là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu tướng Lương chỉ dùng danh từ Trung Quốc sẽ gây hiểu lầm là ông kích động hận thù với nhân dân Trung Quốc và ông có thể bị Tòa án Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kết án tù như hai chị em tiểu thương Vũ Thị Dung và Nguyễn Thị Ngọc Sương ở Đồng Nai. Phần đầu tướng Lương nêu ra câu hỏi như vậy, nhưng phần cuối bài phát biểu của ông cho biết Bộ Ngoại giao nói rằng sẽ không kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Tuy nhiên Bộ Ngoại giao đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Tướng Lương cũng thắc mắc là đã không kiện thì bày đặt chuẩn bị hồ sơ làm gì? Cho nên tướng Lương nên xác định là nếu Hải quân Cộng sản Trung Quốc chiếm đóng bãi Tư Chính thì Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục quan ngại sâu sắc mà thôi. Ông đừng mơ mộng gì chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chỉ đạo Hải quân Việt Nam chiến đấu chống giặc. Trách nhiệm để mất bãi Tư Chính thuộc về ai? Tướng Lê Mã Lương cũng tuyên bố rằng nếu để mất bãi Tư Chính thì ông sẽ dẫn các cựu chiến binh thời chống Mỹ đi gặp Bộ trưởng Ngoại giao. Tướng Lương cũng quy trách nhiệm việc để mất bãi Tư Chính nếu xảy ra sẽ thuộc về Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương của Đảng Cộng sản, Ban Đối ngoại Quốc phòng của Bộ Quốc phòng. Có lẽ ý ông là do các bộ phận phụ trách ngoại giao của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam không dám kiện nên mới bị mất lãnh hải. Thật sự tôi không nghĩ tướng Lương hồ đồ như thế, vì thực ra các cơ quan ngoại giao ông nêu tên không phải chịu trách nhiệm nếu lãnh hải quốc gia bị mất. Tất cả các cơ quan đó đều phải phục tùng sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của giới lãnh đạo Cộng sản. Trong khi đó, người đứng đầu Đảng Cộng sản là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giờ này mới chỉ đạo ở Hội nghị Trung ương là đề nghị phân tích dự báo tình hình Biển Đông. Tức là giới lãnh đạo Cộng sản hoàn toàn chưa có bất kỳ đối sách gì ở Biển Đông, thì làm sao các cơ quan ngoại giao có thể hành động gì? Trách nhiệm để mất lãnh hải là ở Nguyễn Phú Trọng và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cần chỉ rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể nếu để mất bãi Tư Chính. Về mặt cá nhân thì ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm cao nhất. Về mặt tập thể là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam, Quốc hội Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam. Điều 4 khoản 2 Hiến pháp năm 2013 do các lãnh đạo Cộng sản ban hành ghi rõ Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân,
phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Do đó, toàn thể các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đều phải chịu trách nhiệm trước nhân dân Việt Nam về việc để mất lãnh hải, lãnh thổ quốc gia. Cần nhắc lại cho các đảng viên Cộng sản nhớ là dưới sự chỉ đạo sáng suốt tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã để mất đảo Gạc Ma vào tay Cộng sản Trung Quốc vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Chuyện này chắc chắn tướng Lê Mã Lương rất rành, vì chính ông cũng kể lại là bộ đội Việt Nam không được nổ súng và chính một đồng chí lãnh đạo cấp cao đã hạ lệnh như vậy. Do đó, các đảng viên Cộng sản nào cảm thấy không thể gánh nổi trách nhiệm để mất lãnh hải trước nhân dân thì các vị nên chủ động và tự nguyện rời bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Để mất lãnh hải là mang trọng tội với nhân dân Việt Nam và với các anh hùng dân tộc đã đổ máu để giữ gìn đất nước từ ngàn xưa đến nay. Hình phạt dành cho tội tày trời này là gì thì các vị tự trả lời. Dân Việt Nam đã hiểu biết hơn. Cũng theo lời kể của tướng Lê Mã Lương, Bộ Ngoại giao báo cáo là năm 2019 này, trước sự xâm lược ngang ngược của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bãi Tư Chính, dân Việt Nam đã hiểu biết hơn là không còn gây rối khi Đảng Cộng sản Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 năm 2014. Tôi xin thưa với tướng Lương là dân chúng tôi không muốn xuống đường trước việc tàu khảo sát Hải Dương 8 xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ 3 tháng nay, vì người dân chúng tôi đã bị Đảng Cộng sản, nhà nước Việt Nam đàn áp khốc liệt bằng đánh đập, tù tội khi chúng tôi xuống đường phản đối hành vi xâm lược ngang ngược của Cộng sản Trung Quốc, tức là người dân Việt Nam bây giờ cũng căm ghét Đảng Cộng sản Việt Nam như Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tình cảm của người dân Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ là ở sự sợ hãi đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản, nhưng thật ra phần căm ghét nhiều hơn rất nhiều, thậm chí có thể dùng từ căm thù. Không phải ngẫu nhiên mà nhân dân đã phong tặng cho Đảng Cộng sản Việt Nam 6 chữ vàng là hèn với giặc, ác với dân. Người dân không muốn xuống đường là vì chúng tôi muốn chống mắt ra để xem câu nói cửa miệng của an ninh Cộng sản khi đánh đập người biểu tình là để đảng và nhà nước lo, hiệu nghiệm đến đâu. Và kết cục bây giờ là ông Nguyễn Phú Trọng chỉ mới đề nghị phân tích, dự báo chứ không hề lo và không có đối sách. Chỉ có chính phủ dân cử mới có thể đoàn kết quốc gia. Khi sự bất lực đầu hàng của Đảng Cộng sản Việt Nam trước kẻ thù xâm lược là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã rõ ràng, thì người dân chúng tôi phải tự bầu lên chính phủ dân chủ để đoàn kết toàn dân chống xâm lược. Chính tướng Lê Mã Lương có nói ở phần cuối về các chuyên gia Mỹ, Trung Quốc rất sợ Việt Nam khi người dân Việt Nam đoàn kết chống ngoại xâm và người dân Việt Nam hiểu rằng chỉ có một chính phủ do dân bầu ra một cách thực chất mới có thể làm được công việc đoàn kết toàn dân đó. Việc người dân không thèm xuống đường phản đối hành vi xâm lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bãi Tư Chính là chỉ dấu rất rõ người dân Việt Nam không đoàn kết, không tin vào sách lược chống Cộng sản Trung Quốc xâm lược của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tướng không biết đọc bản đồ mà đòi chống giặc. Một tiết lộ chấn động nhất của tướng Lê Mã Lương có thể nói là việc các tướng chỉ huy cao nhất trong quân đội nhân dân Việt Nam không biết đọc bản đồ thực địa. Cả hai ông đại tướng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lương Cường đều chỉ là những sĩ quan nhờ tụng niệm Mác Lê mà thăng quan tiến chức. Các anh em chiến sĩ đang tại ngũ nên khóc đi là vừa. Thanh niên Việt Nam khi bị tổng động viên chống giặc cũng nên khóc. Vì trình độ đại tướng như thế thì làm sao các anh em có thể tin tưởng vào sự chỉ huy của các tướng tá Cộng sản. Họ chỉ có thể đưa các anh em bộ đội vào chỗ chết mà thôi. Như họ đã từng làm với các chiến sĩ hải quân ở thảm sát Gạc Ma năm 1988. Có lẽ giải pháp tốt nhất cho Việt Nam lúc này là mời ngay các vị tướng Hoa Kỳ gốc Việt như Lương Xuân Việt, Nguyễn Từ Huấn, v.v. lấy lại quốc tịch Việt Nam và nắm quyền chỉ huy quân đội nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, nhanh chóng mời các cố vấn quân sự Hoa Kỳ đến tư vấn và huấn luyện lại kỹ năng chiến đấu cho các sĩ quan và quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam. Tất nhiên cũng phải trích ngân sách quốc gia để mua các khí tài quân sự hiện đại đủ sức răn đe Cộng sản Trung Quốc.
Kết luận, có thể nói chưa bao giờ dân tộc Việt Nam lại bị uy hiếp nặng nề như thế, vì kẻ thù xâm lược là Cộng sản Trung Quốc đang tỏ ra rất hung hăng, trong khi Đảng Cộng sản cầm quyền thì tỏ ra khiếp nhược, bất lực. Trước sau gì thì dân tộc Việt Nam sẽ phải tiến đến bầu cử tự do và công bằng, để một chính phủ dân chủ mới đứng ra đoàn kết dân tộc chống giặc ngoại xâm. Có thể suy luận sự xâm lược Việt Nam từ bạn vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam và việc cả thế giới tẩy chay tuyên chiến với Cộng sản Trung Quốc sẽ là thời cơ để chính trị Việt Nam dân chủ hóa. Từng người dân Việt Nam cần chuẩn bị ngay từ bây giờ cho sự kiện vĩ đại này. Bài viết của tác giả Nguyễn Trung.